Kính thưa quý vị, một cô gái khoảng 20 tuổi đã bị thương nặng trong vụ tai nạn giao thông xảy ra vào trưa ngày 9 tháng 3 trên đường Tô Hiến Thành, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ trưa, xe máy mang biển kiểm soát 37P1-21320 do một cô gái điều khiển đang lưu thông trên đường Tô Hiến Thành hướng từ đường Lý Thường Kiệt đi đường Thành Thái. Khi đến đoạn qua địa bàn phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, xe bất ngờ phanh gấp để tránh va chạm với phương tiện khác. Tuy nhiên, cô gái không làm chủ được tay lái nên ngã xuống đường, cả người và phương tiện trượt dài hơn 20m trên đường. Sau đó, cô gái bị văng qua làn đường ngược lại và đập đầu xuống đường trọng thương. Người dân có mặt tại hiện trường đã hỗ trợ đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận 10 có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Kính mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn và đăng ký kênh YouTube của báo Thanh Niên để biết thêm thông tin chi tiết.